Thân ái chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Mục Sở Thị. Thì hôm nay trên tay mình đây đó là một chiếc smartphone thuộc dòng Power Armor, nghĩa là dòng siêu bền pin khủng, đến từ thương hiệu là Ulefone. Và cái sản phẩm này là 14, có nghĩa là một chiếc điện thoại thông minh siêu bền pin khủng Ulefone Armor 14 ha. Đây là chiếc hộp của nó nha. Đó. Nhận diện thương hiệu mới của Ulefone đó là hộp màu vàng và màu đen như thế này. Đó. Đây là những cái thông số mà người ta ghi ở trên cái hộp. Giống như đây là siêu bền nè, đó là tiêu chuẩn là IP69K và IP68 nè. Màn hình là giọt nước. Màn hình giọt nước là 6.52 inch. Sử dụng là 8 nhân, chip là Helio G35. Và điện thoại này là có RAM là 4GB và ROM là 64GB. Bảo mật vân tay khuôn mặt. Đó, 3 camera sau là 20MP. Pin khủng 10.000mAh. Hỗ trợ sạc không dây nhanh là 15W. Hỗ trợ là NFC. Và sử dụng hệ điều hành là Android 11. Rồi, đây là số email của cái máy. Vâng, giờ đây mời tất cả các bạn cùng với mình, chúng ta sẽ khui hộp trên tay Mục Sở Thị chiếc smartphone thuộc dòng siêu bền pin khủng này của Ulefone. Tan 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 tan. Đó. Thì mở ra, đây là một cái hộp để cái gì đây? Nhất là để que chọc sim là một nè. Đó, hướng dẫn sạc nè. Bảo hành nè. Đó là sách hướng dẫn nè. Đó, tất cả ở đây. Và họ có tặng thêm là một cái kính cường lực. Đó, một cái kính cường lực ha. Đó, một cái kính cường lực. Thì tất cả nằm ở trong một cái hộp như thế này. Nhìn rất là gọn gàng ha. Rồi. Tạm thời bỏ này qua một bên. Đây là cái chiếc smartphone. Đó. Và phụ kiện đi kèm nó là gì? Phụ kiện đi kèm của chiếc Ulefone Power Armor 14 này, đó là một cái jack sạc nhanh USB và Type-C ha. Và dây đeo điện thoại và cốc sạc nhanh. Đó, và đây là cốc sạc nhanh chính hãng của Ulefone ha. Rồi, đó là phụ kiện đi kèm, tạm thời chúng ta sẽ để qua và tập trung vào cái nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó là chiếc smartphone siêu bền pin khủng Ulefone Armor 14 này. Đó, này là có miếng siêu chỉnh ha. Đó, tàn 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 tàn. Quá đã. Thì trên cái miếng dán màn hình nó cũng có được cái thông tin về ấy ha. Thứ nhất là những cái thông tin vào nãy mình cũng có giới thiệu sơ qua rồi đó. Thì nó cũng in ở trên miếng dán màn hình như thế này. Ở bên này là có nút này là truy cập nhanh ứng dụng nè. Khe thắng sim nè, này sử dụng được 2 sim hoặc 1 sim 1 thẻ nhớ. Mặt sau. Đó, mặt sau nhìn rất là đẹp. Mặt sau nhìn rất là đẹp ha. Gồm có 3 camera. 3 camera sau là 20MP. Đèn flash LED, công nghệ là AI. 20MP. Suy mây ha. Ở dưới này là loa, chỗ này để dây đeo nè. Dây đeo nè, này loa, dắt cắm sạc. Type-C. Đó, bên này là nút nguồn. Nút nguồn thì bây giờ người ta sẽ tích hợp luôn cái cảm nhận, cảm biến vân tay nằm trên nút nguồn luôn. Đó, và đè nút volume lên xuống. Và trên này là có một cái loa nữa ha. Đó. Ở dưới này có một loa, ở trên này có một loa, tức là loa âm thanh vòm đó. Này là gắm tai nghe nè. Đó. Nhìn rất là đẹp ha. Đó, nhìn rất là bóng bẩy. Mặc mà dù là 10.000mAh nhưng mà nó không có dày quá.
nhìn nó rất là vừa, cầm rất là đã tay ha. Rồi cái này là để cái khe, chỗ này là khe chọc sim nè, sử dụng được 2 sim hoặc là 1 sim 1 thẻ nhớ nè. Thì camera trước của nó là 16 megapixel, camera trước 16 megapixel, nói chung là chụp hình là ok đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở máy lên coi thử cái gì đó. Đây là cái giao diện của cái chiếc Power Armor 14 này ha. Đó, thì chiếc Power Armor 14 này nó có hỗ trợ một cái tính năng, đó là nghe đài FM nè. FM là không cần gắn thẻ nhớ nè, không cần gắn tai nghe mà cũng có thể nghe được. Đó. Dự kiến sẽ trở lại Ghana vào tháng 12 này và bắt đầu xây dựng trung tâm đại ca. Đó là hỗ trợ là nghe được đài FM là không cần gắn thẻ nhớ nè. Ha. Và thứ hai nữa đó là nó hỗ trợ một cái nữa, đó là camera. Camera này á là những cái dòng sau này, kể từ 12 trở về sau, nói chung kể từ Armor 8 Pro trở về sau, thì camera của Ulefone người ta sẽ hỗ trợ là tính năng chụp đêm là một. Tính năng chụp đêm là một ha. Cái thứ hai nữa đó là cái tính năng thứ hai của camera này đó là chụp macro. Đó là chụp macro, là chụp cận cảnh đó. Đó, chụp macro là chụp cận cảnh này nè. Đó. Thay vì những cái khác mình để gần như vậy á là nó sẽ bị nhòe, nhưng mà này để càng gần thì nó kể càng rõ ha, càng gần càng nhỏ. Đó là camera hỗ trợ là chụp, là chụp macro là vậy. Đó, chụp cận, nói chung là chụp luôn á. Cái này là dân nhiếp ảnh là người ta dùng để chụp những cái lông con chuồn chuồn hay là lông con ruồi gì đó. Đó, hoặc là lấy cận cảnh cái nhụy hoa này nọ ha. Và thứ ba nữa đó là trong cái phần này thì nó có nhấn vào phần mo là nó sẽ hỗ trợ là chụp panorama nè, chụp ảnh làm file gif nè, chụp ảnh hình người nè, quét mã vạch barcode nè, đó, chụp canh giờ, chụp HD mắt đỏ này nọ, thì nó sẽ hỗ trợ hết ở đây. Rồi thì khi mà kích hoạt cái máy lên đó, thì nó sẽ ở giao diện, đó là giao diện là vuốt ha, vuốt, giao diện vuốt như này, và giao diện thông minh là vuốt lên như này để mình trở về. Còn nếu như chúng ta muốn một cái giao diện cũ là ba cái nút mà back home với cả nút đa nhiệm á, thì chúng ta có thể vào cài đặt và chúng ta sẽ nhìn thấy cái biểu tượng là thanh nè, thanh điều hướng nè, thì chúng ta nhấn vào đây và chúng ta sẽ bật lên thì nó sẽ chuyển qua chế độ này, thì chúng ta muốn chế độ nào thì chúng ta sẽ chọn cái chế độ đó, thì nó chuyển thành là ba cái thanh điều hướng như thế này. Hả? Rồi ok, như vậy thì mình đã có được cái máy này, vừa mới hàng vừa mới về luôn, mới tin tình tình luôn. Mình cũng trên tay nhanh khui hộp để mời tất cả các bạn cùng với mình một sở thị chiếc Ulefone Power Armor 14 này ha. Rồi, chi tiết tất cả các bạn có thể ghé đến smartphonestore.vn để trải nghiệm và sở hữu của nó. Chung mức giá thì cũng rất là hấp dẫn thôi, không có quá cao. Nói chung là con này đúng là chất á, cầm rất là vừa tay nè, đẹp, nói chung là đẹp. Chung bây giờ nói chung những cái dòng sau này thì tập trung nhiều về vấn đề về chụp hình, cho nên là cảm thấy là bá cháy. Vâng, rất cảm ơn tất cả các bạn đã dành chút thời gian cùng với mình khui hộp để một sở thị sản phẩm Ulefone Power Armor 14 này. Nếu các bạn cần gì thắc mắc thì vui lòng để lại comment bên dưới ha, mình sẽ làm clip chia sẻ tất cả các bạn. Vâng, hẹn gặp lại các bạn vào những video clip lần sau.